Brazil tới World Cup 2002 với tâm thế là đương kim Á quân khi phải nhận thất bại cùng cơn động kinh khó hiểu của Ronaldo de Lima trước Pháp tại France 98. Nhưng tại giải đấu diễn ra trên đất Hàn Quốc, Nhật Bản, người hâm mộ đã được chiêm ngưỡng tập thể Selecao có thể coi là mạnh nhất trong lịch sử, nơi Rô Béo có màn đáp trả đầy ngọt ngào bất hạnh mà anh phải chịu 4 năm về trước. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi lại hành trình lên ngôi tại World Cup 2002 đầy hiển trách của Ronaldo và tuyển Brazil các bạn nha. Brazil tại bảng C được xem là khá dễ thở khi chỉ phải đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, Costa Rica và Trung Quốc. Tuy nhiên, ở trận đấu mở màn, Brazil đã phải nhận một gáo nước lạnh khi Hassan Sass có cú bắt vô lê đẳng cấp mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 45. Thế nhưng chỉ đúng 5 phút sau đó, Ronaldo de Lima đã lên tiếng với nỗ lực dứt điểm đưa trận đấu về thế quân bình. Và rồi bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 86 khi Ampay Ozalan phạm lỗi với Luis Gualat trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ với ngôi sao bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trên chấm 11m, Rivando không mắc bất kỳ sai lầm nào, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 đầy vất vả cho Selecao ngày ra quân. Với Trung Quốc, gặp đối thủ mềm hơn khá nhiều là tuyển Trung Quốc ở vòng đấu thứ hai, Brazil mở màn cho cuộc hành xác đại diện đến từ châu Á bằng cú đá phạt uy lực khủng khiếp sở trường của Roberto Carlos, 1-0 cho những vũ công Samba ngay phút 15. Đến phút 32, Rivando khôn khéo phá bẫy việt vị và ung dung dứt điểm cận thành, dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đoàn quân áo vàng. Thêm một lần nữa ở giải đấu, các cầu thủ Brazil bị truy cản trái phép trong vòng cấm. Lần này người được giao nhiệm vụ đá pen là Ronaldinho và chàng vẫu đã bình tĩnh đánh lừa thủ môn Gianzin, nâng tỷ số lên thành 3-0 chỉ trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Ronaldo de Lima đã định đoạt trận đấu với pha thoát xuống rất nhanh và đệm bóng vào lưới trống, mang về bàn thắng thứ tư cho Selecao. Thêm chiến thắng nữa tại World Cup 2002, nhưng lần này Brazil đã làm nó giòn giả hơn rất nhiều. Với Costa Rica, có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, Brazil đã chính thức vượt qua vòng bảng sớm trước một vòng đấu. Tuy vậy, ở lượt trận cuối gặp Costa Rica, đoàn quân Scolari vẫn không có dấu hiệu muốn nhã cho đối thủ dễ thở. Ronaldo béo tiếp tục lên tiếng với pha đệm bóng cận thành quen thuộc mở tỷ số trận đấu ngay phút thứ 10. Chỉ mất đúng 3 phút sau đó, người ngoài hành tinh hoàn tất cú đúp với pha chấp thời cơ rất nhanh sau tình huống Brazil thực hiện đá phạt góc. Đến phút 38, Edmilson đã tạo ra một siêu phẩm khi mà đổ người bắt vô lê tuyệt đẹp và tỷ số lúc này đã là 3-0 cho các nhà đương kim Á quân. Costa Rica vùng lên mạnh mẽ sau đó khi liên tiếp ghi 2 bàn thắng do công của Juan Chop và Ronald Gomez để rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 bàn. Thế nhưng Rivando đã khẳng định Costa Rica không hề có cửa giành lấy dù chỉ là một điểm trong trận đấu này. Ngôi sao với đôi chân vòng kiềng trứ danh ghi bàn thắng thứ tư cho Brazil vào phút 62. Và chỉ đúng 2 phút sau đó, Junior tung đòn kết liễu tái thiết lập khoảng cách 3 bàn, đồng thời ấn định chiến thắng vẻ vang 5-2 vô cùng mãn nhãn. Đại diện đến từ Nam Mỹ vượt qua vòng bảng bằng vị thế số 1 tuyệt đối khi kiếm về 9 điểm tối đa sau 3 trận cùng hệ số khủng với 11 bàn thắng và chỉ 3 lần để lọt lưới. Với Bỉ, vòng 1-16, có được vị trí dẫn đầu, Brazil chỉ phải gặp tuyển Bỉ khi đó chưa quá mạnh tại vòng knockout. Ấy vậy mà bên đoàn áo vàng suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua trước, nếu như mà cú đánh đầu này đi chính xác thêm một chút xíu nữa thôi. Như bừng tỉnh sau cơn mê, Brazil nhanh chóng sốc lại tinh thần, họ đẩy cao đội hình và dồn ép Bỉ những phút sau đó. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, một màn phô diễn kỹ thuật và đẳng cấp thượng hạng của Rivando đã mang về bàn thắng rất quan trọng cho Brazil, khai thông thế bế tắc. Nhưng phải đến tận phút 87, các cổ động viên đến từ Nam Mỹ mới thở phào yên tâm khi Ronaldo de Lima lại một lần nữa xuất hiện và có cú dứt điểm một chạm chuẩn chỉ, ấn định thắng lợi 2-0, đưa Brazil vào tứ kết. Với Anh, tứ kết bước vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, thử thách thực sự mới đến với Brazil khi đoàn quân của huấn luyện viên Scolari phải đối đầu với tuyển Anh gồm rất nhiều ngôi sao đẳng cấp. Và không nằm ngoài dự đoán, tạm sư đã khiến Brazil lâm vào thế bám đuổi. Khi kim đồng hồ mới chỉ điểm ở phút 23, thần đồng Michael Owen đã tận dụng rất tốt sai lầm của Lucio để đưa tam sư vượt lên dẫn 1-0. Thế nhưng ở giải đấu năm ấy, cứ mỗi khi bị dồn vào thế khó thì tam tấu 3R trứ danh của Brazil lại lên tiếng để giải quyết khó khăn.
Một pha phối hợp bài bản giữa Ronaldinho và Rivaldo đã được ngôi sao số 10 cụ thể hóa bằng cú đặt lòng chuẩn xác cân bằng tỷ số 1-1 trong trận tứ kết. Để rồi sau đó, một trong những khoảnh khắc huyền thoại trong lịch sử các vòng chung kết World Cup đã diễn ra. Ronaldinho với cú sút phạt thân sâu đã biến sai lầm trong việc chọn vị trí của thủ thành Simon trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp của người gác đền huyền thoại này. Và Brazil đã ngược dòng dẫn lại Anh 2-1 khi hiệp 2 mới trôi qua 5 phút. Đang từ vị thế người hùng, suýt chút nữa Ronaldinho đã trở thành tội đồ khi chàng vũ phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng ác ý. Rất may là tuyển Anh đã không thể tạo ra bất cứ điều gì trong những phút còn lại. Và Brazil dù khá chật vật nhưng mà vẫn đoạt lấy được tấm vé vào bán kết đầy vẻ vang. Với Thổ Nhĩ Kỳ bán kết, vậy là Selecao chỉ còn cách trận chung kết đúng một bước chân nữa mà thôi. Và người quen cũ Thổ Nhĩ Kỳ chính là nhân vật đó. Gặp lại bại tướng của mình ở vòng bảng, Ronaldo de Lima có cơ hội lớn để mở tỷ số. Tiếc rằng cú đá bồi của người ngoài hành tinh vẫn không thể chiến thắng thủ môn Rustu Rekber. Tới lượt Rivaldo thử tài thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà cú cứa lòng hơi hiền của ngôi sao mang áo số 10 là chưa đủ để tạo ra sự khác biệt. Cơ mà điều gì đến cũng phải đến khi thời gian hiệp 2 còn mới chỉ trôi qua phút thứ 5, Ronaldo lại sắm vai người hùng với pha dứt điểm tinh tế đánh gục hoàn toàn Rekber mở tỷ số trận đấu cho Brazil. Vì tính chất quan trọng của trận bán kết nên dù yếu thế hơn cả về mặt lực lượng lẫn tinh thần, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ào lên tấn công. Từ tình huống đá phạt hàng rào, suýt chút nữa đại diện đến từ châu Âu đã có bàn gỡ hòa, tiếc là thủ thành Marcos vẫn chơi rất tập trung. Và 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng, Brazil hiên ngang bước vào trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp một cách không thể xứng đáng hơn. Với Đức chung kết, vậy là trận đấu được cả thế giới mong chờ chung kết World Cup 2002 giữa Đức và Brazil đã diễn ra. Cleverson đã có pha đe dọa khung thành Oliver Kahn với cú dứt điểm ngoài vòng cấm rất lực. Tiếc là trái bóng lại đi đập trúng xà ngang và không có bàn thắng nào được ghi. Bóng lại một lần nữa đập trúng khung gỗ nhưng mà lần này là bên phía Brazil. Một cú sút phạt uy lực của Olivier Neuville. Cơ mà trái bóng vẫn chỉ tìm tới cột dọc, bảng tỷ số vẫn giữ nguyên 2-0 tròn chỉnh. Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 67, Oliver Kahn bắt không dính bóng sau cú ra chân của Rivaldo và Ronaldo đã có mặt kịp thời mở tỷ số trận chung kết. Chỉ 12 phút sau đó lại là Rivaldo với cú nhả bóng đầy cảm giác đưa bóng tới chân Robéo. Cũng giống như bàn đầu tiên, cựu sao Real Madrid đã không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt cho Brazil, đồng thời lập riêng cho mình một cú đúp. Những phút còn lại ghi nhận nỗ lực của Đức nhưng mà tất cả đã quá muộn. Tiếng còi của trọng tài Pierluigi Collina cuối cùng đã vang lên. Vậy là sau thất bại tại chung kết France 98, giờ đây Brazil đã chính thức đòi lại ngai vàng khi mà nâng cao chiếc cúp vô địch chỉ 4 năm sau đó. Và đó chính là hành trình vô địch World Cup 2002 đầy vẻ vang của Ronaldo de Lima cùng những vũ công Samba. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.